ở sân bay. Bà bảo trong phòng chờ nhiều đồ ăn hơn. Thế á? Ừ. Mình ăn gì thì được. Thiên nhiên. Chồng ơi,
Phở Lai Cam kia là phở Lai Cam chụp máy mình đẹp hơn đúng không? Đẹp luôn. Giống như tiết canh. Mà em bảo ngẩng đầu lên thì nhìn lại bị buồn cười. Mũi tay xong được. Đây. Em nghĩ ổn hơn.